đại chúng cùng nhất tâm. Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thành dân cúng hoa hương. Thỉnh Sư thuyết pháp nôi đường từ bi. Hàng thiện tín mê si trần cảnh. Nghiệp bốn bề nặng gánh lo toan. Ít khi tâm trí rảnh rang. Não phiền kết buộc chân tham còn nhiều. Ai chính pháp người nghèo được cọc. Nghe pháp nhiều như Phật ngợi khen. Mẹ cha bình yên. Đường đi lối lại nhân duyên rõ ràng. Thỉnh pháp sư đăng đàn thuyết giáo. Quỳ nơi đây tâm đạo tính thành. Ngưỡng cầu duyên phúc phận lành. Ngưỡng cầu gieo hạt vô sanh bồ đề. Xin kính đại chúng. Cháu nó là những chiếu thế sư. Thấy cái chai nước á. Và cái đó cũng được. Rồi xa thuốc. Có sao cũng được, không có vấn đề gì hết. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddham saranam gacchami, dhammam saranam gacchami, sangham saranam gacchami. Kính thưa đại chúng, hôm nay sư đang ở chùa Hộ Tông Nha Trang để chuẩn bị ngày mai có một cái lễ xuất gia. Và ngày hôm nay đại chúng tu tập ở dưới đất thì có 5 vị ở ngay chùa Hộ Tông đang tu tập. Trên mạng thì một số người ở khắp mọi nơi. Nay sư muốn chia sẻ quý vị về cái gọi là cái nghiệp. Chúng ta đều biết là nghiệp dẫn chúng ta vào đây, nghiệp dẫn chúng sanh vào sinh tử luân hồi. Và trong sinh tử luân hồi chúng sanh lại tiếp tục tạo nghiệp. Để rồi lại tiếp tục sanh tử luân hồi. Như vậy chúng sanh này thiệt là tuyệt vời vô. Có trí tuệ, phải không quý vị? Trí tuệ tuyệt vời. Vì nghiệp vào đây. Vào đây tạo nghiệp để tiếp tục vào đây nữa. Sanh tử luân hồi. Và trong vô lượng kiếp cho tới nay. Đức Phật đã dạy chúng ta là một sinh linh thôi. Xương chất như núi. Máu và nước mắt. Đổ xuống bốn biển không chứa hết. Tức là đau khổ đây đều có. Mà chúng ta vẫn tham đắm vào cái đau khổ đó để tiếp tục tái sinh. Đây, cái điều này mới là cái điều chúng sanh này quá thông minh. Quá thông minh. Cho nên cứ tiếp tục tạo nghiệp để rồi tái sinh nữa. Thế thì câu hỏi ở đây nghiệp nó là cái gì? Nó từ đâu ra? Nó cứ lôi ta rồi ta lại làm ra nữa. Ta biết sự nguy hiểm của nghiệp. Nhưng mà ta phải biết nó là cái gì. Nghiệp ở nơi ý. Nghiệp ở nơi khẩu. Nghiệp ở nơi thân thì gọi là ý nghiệp, khẩu nghiệp và thân nghiệp.
Thí dụ, ở nơi khổng nghiệp nói một lời làm cho người này buồn phiền, oán hận, nó nghiệp bất thiện. Nói một lời an ủi, từ bi cho người ta an vui, rất là nghiệp thiện. Nhưng mà thưa chư vị, nghiệp thiện, nghiệp bất thiện đều dẫn tới tái sanh. Nghiệp thiện sanh ra sướng một chút. Mấy cô ở đây toàn là mấy cô, không phải không? Sinh ra kiếp sau đẹp, chồng giàu có đông con, rồi khó, sinh lão bệnh tử là khổ, thế còn sinh là còn khổ. Chừng nào hết sinh á, thì mới hết khổ. Mà sinh do đâu? Tại vì ta thích sinh, ta thích cảnh này cho nên ta sinh nữa thôi. Tại ta có tuệ giác mà, thông minh mà, ta ưa thích cảnh này. Cảnh này là cảnh gì? Có phải nhà cửa chồng con vợ không? Xin lỗi quý vị, không phải. Lầm to. Mấy cái thứ đó đồ giả mà. Cái mà chúng ta ưa thích là cảm giác. Ví dụ quý vị gặp một cái người nào đó, quý vị có cái cảm giác người đó hiền dữ, rồi quý vị muốn nói chuyện. Bất kể là nam hay nữ, bạn gái cũng vậy. Hai bạn gái chơi với nhau, vừa mới gặp cái có cảm giác là người này tử tế, ta muốn nói nữa, có cảm giác không tốt, ta tránh né, ta muốn nói nữa. Cảm giác đi đâu? Cảm giác do đâu mà có? Do cảm xúc, mắt tai mũi lưỡi, nhìn nghe ngửi nếm, có cảm xúc rồi ta đưa tới cảm giác. Thế có cảm giác rồi chuyện gì xảy ra sau đó? Cảm thọ. Thọ lạc, thọ khổ. Nghe ta khen mình á, sướng lắm. Nghe sư minh tâm tối ngày rầy ra hoài á, chán lắm. Cái lỗ tai nó lùng bùng mà. Nghe không thích. Nghe mấy ông sư khác nói lời dễ chịu. Như sư Từ Hạnh á, lúc nào cũng nói tu giỏi rồi, ráng tu nữa đi. Nghe thích lắm. Mỗi người nó có một cái vị thuốc riêng. Nhưng mà ai thích nghe thì thích lắm. Còn nghe nó chướng cái lỗ tai, khó chịu. Thế thì cái nghiệp bây giờ cái lỗ tai, cho mắt, cho tai, mũi thì không quản lý. Cho nên từ cái chỗ cảm giác sinh ra cảm xúc rồi cảm thọ. Đấy, cảm thọ rồi ta làm sao? Thế thì ưa ai thì ta muốn lại gặp nói chuyện nữa. Mà không thích ai thì sao? Ta tính né. Đạo tràng này từ từ nhiều người bỏ chạy hết rồi. Không thích thì tính né. Vậy thôi. Mà hễ có tính né hoặc là có ưa thích thì thưa quý vị là phản ứng của tâm, phản ứng của thân. Mà hễ có phản ứng của tâm, phản ứng của thân thì Đức Phật định nghĩa đó là tham ái. Không phải tham ái chồng, tham ái vợ, tham ái nhà, tham ái tiền, tham ái con, mà tham ái cảm xúc. Cảm xúc dục lạc ở nơi cái thân này á, nó dễ chịu sướng lắm, nằm ăn ngủ sướng lắm. Cảm giác đó nó làm cho mình ưa thích, mà ưa thích thì tiếp tục tái sanh. Tại vì tham ái, tham cái năm uẩn nè, tham cái thân nè, tham cái thùng phân di động biết đi nè, tham cái đờm rãi máu mủ ở trong cái thân này, tham thích lắm. Tại vì nó tạo nên cảm giác dễ chịu. Ăn xong mà ăn no quá rồi sao quý vị? Muốn nằm ngủ. Tức là chiều chuộng cái thân. Ăn không phải là ăn cho để sống, mà là ăn cho thỏa mãn những cảm giác dục lạc. Các thức ăn sau khi ăn xong đưa vào bao tử nó giống nhau mà. Mà khi đi ra toilet thì nó càng giống nhau nữa. Nhưng chúng ta đó bắt phải chiên xào nấu kiểu này kiểu kia, cực khổ. Để rồi làm gì? Để rồi đi toilet. Như vậy có phải chúng ta là vô minh không? Không thưa chư vị. Chúng ta đang phục vụ cho cảm giác, cảm xúc, cảm thọ, tham ái. Chúng ta liên tục làm như vậy
mà chúng ta không hề biết. Hàng ngày chúng ta đều chiên xào nấu rồi ăn, ăn xong rồi đi toilet, toilet rồi tiếp tục ăn, ăn xong rồi để đi toilet. Phục vụ cảm xúc, cảm giác, cảm thọ và tham ái nơi cái năm uẩn, sắc thọ tưởng hành thức. Và cứ làm như vậy hoài thì đó chính là tạo nghiệp. Mà làm không biết thì là tạo nghiệp bất thiện. Mà làm biết thì chuyện gì xảy ra? Biết rồi thì nhàm chán. Rau luộc cũng như rau xào cũng như rau nấu canh. Rau nào thì cũng nhét vào bụng, rồi đi toilet thì nó cũng thuyền, giống nhau. Không có cái cọng rau nào á mà mình chiên cho thơm rồi nó đi toilet mà nó thơm đâu. Có không quý vị? Không có. Nhưng mà chúng ta mê lắm. Phải chiên xào nấu nhét cái này nhét cái kia, hình thức này hình thức kia, nhưng mà quên một điều, ăn xong rồi đi toilet nó bình đẳng, xào kiểu nào chiên kiểu nào nó cũng phối như nhau. Và khi ta hiểu được như vậy rồi ta mới nhàm chán. Đầu tiên là phải nhàm chán, ăn để nuôi cái thân thôi. Cho nên rau luộc ăn ngon lành, không phải đợi có gia vị, không phải đợi đúc canh, không phải đợi rau làm nộm mới ăn ngon, không có. Rau luộc, củ khoai ăn bình đẳng. Tại vì khi ta biết rằng ta có tuệ giác, ta biết ăn xong đi toilet nữa, thứ nào nó cũng thối à, chưa từng thấy có cái thứ nào mà nó thơm. Không biết hồi xưa các vị thánh tăng hay các vị Phật đi toilet nó thơm hay không, không biết. Mình không có sống ở đó mình không biết. Mà chắc chắn từ các loại sinh linh từ xưa cho tới giờ, lúc chúng ta sống cho tới giờ, thì loại nào đi toilet cũng thúi hết rồi. Các vị thánh chứng thánh đời này nè, các vị đã chứng thánh đời này, có những vị ấy, sau khi chết rồi 30 năm thân còn y nguyên, không có mục lửa và vẫn vàng óng ánh, nhưng mà đi toilet nó cũng thúi. Chính thánh đi toilet cũng thối, nguyên lý của nó mà. Ăn vô đi toilet là phải thối thôi. Bất kể là chứng thánh hay không chứng thánh nó cũng thối. À, khi ta hiểu được như vậy thì ta không hành hạ cái thân xác chúng ta, chiên xào nấu cho cực, đi làm tiền, gạt gẫm người này người kia, phạm các điều ác để mà ăn, ăn cho ngon rồi đi toilet. Nó cục phân nó cũng thối và nó cũng lớn. Ăn nhiều thì cục phân lớn. Có phải thô bỉ không quý vị? Chính chúng ta làm những điều thô bỉ chúng ta biết. Nhưng mà chúng ta đã tạo nên cái nghiệp gọi là nghiệp bất thiện. Và chính cái nghiệp ấy dẫn chúng ta vào sinh tử luân hồi. Cho nên khi người tu tập ta nhận biết rằng đó là nghiệp bất thiện. Vì sao thưa quý vị? Ta nhàm chán. Ta chán. Ta buông ở trong tâm á, ta muốn đi mắt ăn kiểu gì cũng được. Có gia đình, có cha mẹ giữ đạo hiếu là chết. Cha mẹ chết chôn. Không phải là tối ngày khóc lóc rồi cái ngày nào cũng cúng đó, mẹ ơi về đây ăn cơm với con. Bà về bà ăn cơm thiệt rồi, bà đâu có siêu thoát. Như vậy ta không công bằng với mẹ. Mẹ chết thì muốn cho mẹ được về cực lạc. Hằng ngày nào thì cũng cúng cơm lên, mẹ ơi về đây ăn cơm với con. Tức là bảo bà thôi đừng đi, ở đây ăn đi. Ăn cả đời rồi chưa chán sao mà còn kêu người chết ăn nữa. Như vậy có phải là bất hiếu? Không muốn mẹ mình siêu thoát là bất hiếu. Phải không? Mẹ chết rồi nói mẹ ơi thôi đi đi. Đi về với Phật đi. Thì đó mới là có hiếu. Hằng ngày cứ cúng cơm rồi kêu về ăn để bà nhớ, nhớ cái ăn. Trong đời sống chúng ta chỉ nhớ cái ăn với cái ngủ à. Hồi còn trẻ thì còn thêm cái nữa, tức là chuyện nam nữ. Mà già rồi thì chắc bỏ. Mấy bà già thì chắc chán rồi, mấy cái chuyện đó. Chỉ còn ăn với ngủ. Mà cũng còn mê ăn lắm, mê ngủ lắm. Không quý vị. Chính cái đó là sinh tử luân hồi. Cảm giác về món ăn, cảm giác về cái giường sẽ đưa tới cảm thọ thích hoặc ghét. Cái giường mà nó êm, ngủ có mấy lần
ta thích, đó là cảm cảm thọ đấy, thọ lạc thọ khổ. Và khi ta thích thì ta dính mắc vào trong cái giường. Có nhiều người á, khi sống mê cái giường chết cái thành con rạch. Ở trong kinh Pháp Cú á, có câu chuyện đệ tử của Đức Phật, một ông sư á, và chị ruột cúng dường cái áo cà sa, cái y cà sa bằng lụa, ngài chưa mặc kịp, khi chết á, lập tức ngài thành con rạch bò trong áo cà sa, bò con thành trong áo, bò con rạch thành bò, bò trong áo cà sa. Đức Phật xuống chỉ cho Chư Tăng, Đức Phật nói đó, ông sư đó, ông thành con rắn rồi đó. 7 ngày sau con rắn sẽ chết. Đức Phật nói vậy. Quả thật 7 ngày sau nó chết. Tại vì theo tục lệ là sau khi có vị tăng chết thì đem cái y nó cắt ra nhiều mảnh chia cho tăng chúng, để cho khi người chết họ không còn tiếc cái áo cà sa nữa, họ không còn quay trở lại. Đức Phật còn dặn Chư Tăng mà, Chư Tăng nhiều lúc cũng tiếc cái áo cà sa còn dính mắt. Cho nên Đức Phật dạy khi nào có người tăng chết thì cái y cà sa này nó cắt ra làm nhiều mảnh để cho ổng không còn thấy cái y của ổng nữa, chia hết cho Chư Tăng để rồi ổng đi siêu luôn. À, không còn dính cái gì thì ổng mới đi siêu nổi. Vậy mà bà chị cúng cái y cà sa mới tinh bằng lụa, ổng chưa mặc kịp, ổng nhìn thấy thần thức cái chết cái đập đầu thai là con rạch. Tại sao con rạch nó chết 7 ngày? Tại vì nó không có ăn. Rồi nó cứ bò bò, nó ngửi cái mùi lụa, ngửi 7 ngày nó chán, rồi nên nó không ăn thì nó đói, nó chết thôi. Mà tại vì con rạch nó 7 ngày nó chết. Chứ không phải kiếp con rạch là 7 ngày. Kiếp con rạch có khi 10 ngày, có khi 15 ngày. Nhưng mà riêng con rạch đó, nó có thù, chán quá, mà không có ăn, nó 7 ngày nó chết. Đức Phật dạy, nó 7 ngày nó chết. Quả thật 7 ngày nó chết, sau đó người ta mới cắt cái y ra để chia. Câu chuyện 7 ngày đó đưa tới Trung Quốc, biên giới của Mông Cổ và Trung Quốc. Mấy ông sư lại nói, Đức Phật nói người chết 7 ngày là đem ra cúng thất. Cúng thất để cho 7 ngày nó ăn, con rận nó khác, con rận 7 ngày chết khác, rồi ông sư cũng chết, nó tiêu rồi. Ông đầu thai làm con rận rồi, ông đâu còn là ông sư nữa. Nhưng mà cứ nói là người chết 7 ngày nó chưa chết đâu, cúng đi. Rồi đi khi tới miền Trung Thổ, Trung Bắc Kinh á, là vườn trung ương của Trung Quốc, thì các ngài sư khác lại nói 7 ngày chưa chắc âm, vậy ta 7, 49, 49 ngày cúng đi. Người chết nó đã đầu thai vào cảnh giới khác rồi, đâu còn ở cảnh giới đó nữa. Mà chúng ta mê mê man man cúng, chúng ta nói mẹ ơi đi siêu thoát, hay là mẹ ơi về đây ăn cơm với con, ăn cả đời rồi mà chưa ngán sao? Không quý vị? Quý vị cũng vậy nè, mê ăn mê ngủ, đó là nghiệp bất thiện. Tại vì nó sinh ra cái dính mắc si mê, ăn mà không ngon thì buồn, buồn là tâm sân. Không quý vị? Mấy ăn ngon thì sao? Thích, thích là tâm tham. Tham sân, sân tham thì tiếp tục tạo nghiệp, thì sinh tử luân hồi. Và chưa về. Không lẽ chúng ta sinh ra chỉ để có ăn với ngủ rồi để chờ chết, rồi tiếp tục ăn với ngủ rồi chờ chết, rồi sinh ra một kiếp khác nữa hay không? Chỉ vì ăn với ngủ ta chưa nhàm chán, cho nên ta còn tái sinh. Đơn giản vậy thôi. Chỉ vì cảm giác, cảm xúc, cảm thọ dẫn tới tham ái để tiếp tục tái sinh. Trong kinh Trung Bộ, ngài Ba Cha hỏi Đức Thế Tôn, khi chết thì cái gì làm cho con người đi tái sinh? Đức Phật đã giải thích rõ ràng, vì tham ái cho nên con người đi tái sinh. Mà bây giờ quý vị nghĩ coi, quý vị tham ái cái gì? Tham ái cảm xúc dục lạc, ngủ nó sướng quá, ăn nó sướng quá mà ta ưa thích. Thế thì thưa chư vị, đi tái sinh trong luân hồi chỉ vì cái cảm giác ưa thích hoặc ghét, chuyện đó có đáng không? Chỉ vì cái ăn với cái ngủ mà ta tiếp tục tái sinh hoài,
Thế thì thưa chư vị, tới chừng nào nhàm chán cái đó đâu. Chừng nào nhàm chán đây, để thoát ly ra khỏi sanh tử luân hồi. Ăn cứ phải chiên xào nấu đủ món, có khi cả chục món. Và thưa chư vị, một chục món đó đi toilet nó bằng nhau, chứ chưa thấy nó khác cái gì hết. Đi toilet rồi nó giống y hệt một thứ à, một mùi à. Chừng nào ta nhàm chán đây, để có trí tuệ, để ta hiểu rằng ta phải ứng xử trong cuộc sống bằng cái trí tuệ, đưa tới sự giải thoát. Các cảm giác xảy ra trên thân, trên tâm đều từ nơi cái ăn và cái ngủ. Mắt nhìn đồ ăn, đó là xúc thực. Mũi ngửi đồ ăn, xúc thực. Lưỡi nếm đồ ăn, xúc thực. Còn cái bao tử mà nó tiêu thụ thì nó mới ăn thiệt. Các thức ăn, các cái chất bổ nó mới nuôi cơ thể. Còn con mắt, cái mũi, cái lưỡi, cái xúc thực. Nhưng mà nó đưa vào trong cái thức, nó nhớ kinh khủng lắm. Đồ ăn này ngon, mai xào nữa. Ngày hôm qua sư được cúng dường trai tăng, sư thấy cả chục món. Sư ngồi, sư ngồi thương mình chứ không dám chê ai hết. Người ta cúng là có cái tâm rồi, nhưng mà thương mình. Trời ơi, cái tâm thân này, cái thùng phân di động biết đi này mà sao nó chứa tới 10 món. 10 món này rồi không biết nó ra 10 cái gì ở trong cái toilet. 10 món này nó thơm tho, nó ngon như thế này, rồi nó ra cái toilet, cái 10 cái món này nó có thơm tho như là cái món ăn này không? Thương cái thân mình vô cùng. Mình đã sanh ra chỉ vì cái ăn với cái ngủ, mà bây giờ người ta cúng mình tới 10 cái món ăn này, rồi tới chiều tối mình đi toilet nó ra 10 cái món, có khác nhau không? Nghĩ tuổi thân thương mình đã sanh ra làm kiếp con người là khổ đau, mà bây giờ cái thùng phân này phải chứa tới 10 cái món ăn khác với khác nhau, có tội nghiệp cái thân này không, đày đọa cái thân này không? Cho nên nghiệp chính là sự vô minh trong ăn uống ngủ nghỉ thôi. Quý trọng cái thân, tạo nên những cảm giác, cảm xúc, cảm thọ, rồi dẫn tới tham ái. Ta ưa thích cái giường có nệm, ta nằm trên giường có nệm. Ta ưa thích mùi vị, ta chiên xào. Và ta quên một điều rằng đi toilet nó giống nhau. Sư chưa thấy rằng ngày hôm qua mà sư ăn 10 món đó, mỗi thứ sư ăn có muỗng rồi. Và rồi sư đi toilet, sư thấy sao nó cũng không tìm ra được cái sự nào, nó khác nhau cái chỗ nào ấy. 10 món nó chạy đâu mất tiêu, nó biến dạng. Đó là vô thường đó quý vị. Đó là vô thường, ta phải thấy vô thường ngay trong cái ăn, vô thường ngay trong cái ngủ. Để rồi ta nhàm chán. Nhàm chán thì mới ly tham. Ly tham mới đoạn diệt. Đoạn diệt mới giải thoát. Thế tu tập cái gì? Ta tu cái gì đây? Ta tu cái cảm giác ở trên thân nè. Cảm giác sướng, cảm giác khổ. Họ lạc, họ khổ, tham sân phát sinh. Cho nên chừng nào nhàm chán, nhàm chán cái thân, thấy rằng á, nó thực là vô duyên, cứ ăn xong rồi đi toilet, mà hành hạ nó, chiên xào nấu đủ kiểu, rồi á, ưa thích nhìn cái này nhìn cái kia. Có nhiều người á, đi tu mà nhất định á, là phải ở nhà nhìn chồng nhìn con để tu. Không biết nhìn chồng nhìn con tu cái gì đây. Tu cái gì ở nhà đây quý vị? Tu cái gì nhìn thấy chồng con? Nhìn thấy chồng thích lắm. Vào thời Đức Phật, sư kết thúc câu chuyện bằng một đoạn kinh ở trong kinh Trung Bộ. Có vị tỳ kheo, đệ tử Đức Phật, ngài hằng ngày đều nghe Đức Phật giảng, rất là thích. Nhưng ngài bị bệnh 8-9 tháng, nằm một chỗ không có đi nghe được. Ngài rất là buồn. Ngài mới nói với ngài Anan, với ngài Xá Lợi Phất, nói xin cho con được gặp Đức Phật một lần trước khi còn chết. Ngài Anan với ngài Xá Lợi Phất đi thỉnh Đức Phật xuống.
Đức Phật xuống gặp cái vị tỳ kheo mà đang nằm sắp chết đó. Đức Phật rầy, Đức Phật nói: nhà ngươi muốn gặp Như Lai, nhà ngươi muốn thấy cái gì ở trong cái tấm thân hôi thối dơ nhớp của Như Lai, cái tấm thân băng hoại, tấm thân sinh diệt này? Đức Phật còn nói thân của Đức Phật nó sinh diệt, nó cũng là cái thùng phân đờm rãi, thấy gì quý giá trong đó mà đòi thấy? Thân Đức Phật còn như vậy, Đức Phật còn dạy như vậy, mà chúng ta quên rằng cái thân chúng ta còn tệ hơn như vậy nữa, tham sân si phiền não đầy đó, mà chúng ta quý cái thân chúng ta quá. Đức Phật rầy ngài đó, và từ đó Đức Phật mới đưa ra câu pháp cú: kẻ nào thấy vô thường là thấy pháp, kẻ nào thấy pháp là thấy Phật. Đấy. Kẻ nào thấy vô thường là thấy pháp. Vô thường là sao? Là biết rằng không có cái gì tồn tại, không có gì giống như ta nghĩ. Món chiên xào ta ăn đó, ta phải nhìn đó, chút xíu nữa nó thành cục phân, thú hình nè. Cho nên ta chế ngự được cảm giác thèm thuồng. Chưa ăn mà nước miếng chảy rồi, nó là thèm đấy, là tái sinh đấy. Cho nên khi ta biết ăn rồi đi toilet nó cũng thúi thôi, thì ta chán đó. Ta vẫn ăn, ngon ta vẫn biết, nhưng mà ta không chạy theo cảm giác, không có thọ lạc, không có sung sướng vì ăn ngon, không có khổ vì ăn dở. Ngay cái chỗ đó ta có tuệ giác, mà có tuệ giác thì ta không còn tạo nghiệp nữa, không còn tái sinh. Và thưa chư vị, cái nghiệp chính là cái ăn với cái ngủ thôi. Cảm giác dục lạc trong cái ăn cái ngủ, sung sướng đê mê trong cái ăn cái ngủ, quả thích đam mê trong cảm giác của cái ăn và cái ngủ. Chứ còn ăn ngủ thì nó cũng hết à, ngủ phải thức dậy chứ ngủ hoài được đâu, mà ăn rồi đi toilet chứ sao chứa chứa trong bụng được. Nhưng mà cái cảm giác ăn mà kia, cái cảm giác ấy nó sung sướng, chính là ta đang thọ lạc. Mà thọ lạc thì tạo nghiệp và tiếp tục tái sinh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngày hôm nay xin chia sẻ với quý vị chút xíu. Toàn thân chúng ta chỉ là cảm giác, cảm xúc, cảm thọ và tham ái. Và tất cả những hành vi chúng ta trong đời sống hàng ngày cũng chỉ là cảm giác, cảm xúc, cảm thọ và tham ái, để rồi tạo nghiệp dẫn tới tiếp tục tái sinh. Cuộc đời chúng ta chỉ có cảm giác thôi, ngoài ra không có cái gì nữa. Và hễ chúng ta có phản ứng nơi những cảm giác, cảm thọ thì chúng ta tạo nên nhân cách. Khi ta khen mình thích, khi ta chê mình nổi sân. Đấy, nhân cách của mình đấy, cách đối xử, đối nhân xử thế tạo nên cái nhân cách, và nhân cách ấy chính là nghiệp để dẫn đi tái sinh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nguyện cho chư Phật gia trì cho quý vị thân tâm được an lạc, thấy rõ tất cả những cái phiền não chúng ta sinh ra cũng chỉ vì vô minh, chạy theo những cảm giác, cảm xúc, cảm thọ. Phải biết nhàm chán, chúng ta sẽ già, sẽ chết, mà nó chỉ là những cái thùng phân di động biết đi, nó không có gì quý giá hết á. Chưa đi toilet thôi, đi toilet nó thối lắm, cho nên không có gì mà phải quan trọng. Tự ái, tự ngã để rồi tạo nên những nghiệp bất thiện. Sống cho trọn vẹn, sống cho đúng con người, có cha mẹ thì có hiếu, có chồng vợ thì có nghĩa, có con đối xử có nhân cách, có lòng từ, đối bạn bè giữ chữ tín. Như thế đạo làm người mà không có thì không có thế nào đạo nào thành công hết. Rồi ngày hôm nay sư chia sẻ quý vị chút xíu. Ngày hôm nay có khóa tu, mấy người ở đây tiếp tục tu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ca Mâu Ni Phật. Kẻ hồi hướng sau khi nghe pháp, giải thoát pháp bảo, giải thoát pháp bảo nên hành,
đặng mà dứt khổ truyền quanh đọa đầy. Cầu cho hưng thạnh lâu dài, pháp thiện trí thức các ngài mở mang. Bậc tu sinh được bình an. Cầu cho tăng chúng các hàng hòa nhau, lại thêm phẩm hạnh thanh cao, những quả lợi ích kết mau kịp thì. Cầu xin pháp bảo hộ trì cho người tu đã quy y Phật rồi. Xin cho cả thầy chúng con tấn hóa trong pháp Phật giữa giáo truyền. Nguyện cầu cho chư thiên gia trì cho tất cả các chư vị luôn giữ giới thanh tịnh, thanh tâm an lạc, tu học tinh tấn, thấy rõ sự sanh tử luân hồi chỉ nằm nơi cảm giác, cảm xúc, cảm thọ và dẫn tới tham ái, phản ứng để tạo nên nghiệp, nghiệp thiện, nghiệp bất thiện đều dẫn tới khổ đau trong sinh tử luân hồi. Còn sanh thì còn già, còn bệnh, còn chết. Nam mô Phật, Nam mô Pháp, Nam mô Tăng. Chúc quý vị một ngày được an vui trong chánh pháp, luôn luôn giữ giới thanh tịnh.